Nào, rất là nhanh thôi. Mình đã chơi tiếp cái tập tiếp theo. Nói chung là video nó ngắn thì việc mình chỉnh sửa nó nhanh hơn, upload nhanh hơn và sẽ có nhiều video hơn trong ngày. Đến gặp Roman ạ. Uncle Vlad. Nhiệm vụ này liên quan đến thằng Vlad à? Này, có chuyện gì vậy? Ê, người anh em. Nhảm nhí. Có chuyện nhảm nhí gì cơ? Mallory. Sao? Mallory làm sao? Vợ chưa cưới của Roman đấy à? Tôi rất là thích cô ấy. Anh thật sự là yêu cô ấy. Nhưng có chuyện gì với phụ nữ vậy? Không. Anh nghĩ là cô ấy đang hẹn hò với Vlad. Chết tiệt. Nico không thích điều này. Ờ ha. Anh biết, à, em biết à? Em cũng đoán đoán được. Thế thì em sẽ nói thế nào bây giờ? Em biết việc người phụ nữ của anh hẹn hò với người khác mà em không nói gì à? Anh đâu, em đâu có biết. Mày là thằng khốn, Nico. Fuck you, dick. Tôi xin lỗi mà. Chết tiệt nhà em. Bây giờ muốn xử lý chuyện này không? Không. Ngồi xuống đây đi. Không. Em sẽ không ngồi yên đâu. Nếu người yêu em phản bội em. Nico đang bảo là không nên ngồi yên. Nói chung là Mallory thì không phải là phản bội đâu. Chỉ là Roman đang nghi ngờ thôi. Chứ Mallory thực sự là đang rất là chung thủy với Roman ấy. Mình thực sự rất là quý Mallory. Bởi vì mình biết trước có chuyện mà mình biết là Mallory sẽ theo chúng ta đến cuối game luôn. Thế nên sẽ không có gì xảy ra ở đây cả. Chúng ta chỉ việc xử lý thằng Vlad thôi. Còn Mallory thì hoàn toàn vô tội trong việc này. Mallory không hề có một cái ý định phản bội nào. Nico, em phải nghĩ cho thông suốt đi. Thằng Roman này hèn thật, không dám đấu tranh à? Đây, cho tao uống nữa đi. Này, Vladdy, ta có việc với mày đấy. Chuyện gì ở đây vậy? Ta có gọi mày không hả, thằng nhóc kia? Hãy tránh xa khỏi Mallory. Hãy tránh xa ra. Roman đang rất là buồn bã. Roman buồn bã hả? Xin lỗi nhá. À, nói đây rồi. Ê, hey, béo. Ta xin lỗi vì đã làm mày buồn nhá. Bù fucking hú. Ê, hey, chúng ta... Hãy tránh xa khỏi Mallory. Ô, tao nghe thấy cái gì vậy? Chẳng lẽ thằng này nó có thể nói cho tao, bắt tao phải làm gì cũng được hả? Còn mày có nghe thấy không hả? Giờ, hãy đuổi chúng ra khỏi đây. Mình nghĩ là việc đuổi bọn này ra là việc vô ích. Mình sẽ cầm ngay khẩu súng. Thằng khốn nạn này. Lên xe. Lên xe. Nhanh rồi ơi, cái game này chậm chạp quá. Tao không có thời gian chơi đùa với chúng mày. Cút đi. Mình biết thằng này ra đâu, nó đi ra bến cảng đúng không? Yên tâm, nó chưa thoát được đâu. Nó ra bến cảng, đường này vẫn là đường chuẩn. Mình biết đường nó đi rồi. Chuẩn men. When Vlad is done with her, you're a fucking spy. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it here and now. Shit, I don't like this. Rồi, đường là đoạn lên đường thẳng này. Đây là nhà thằng Bruce. Thằng đấy thì mình chúng ta sẽ gặp ở những tập sau. Bây giờ cứ đi thẳng thôi. Sao cái cầu, nó ở chân cầu, cái có cái cầu kia kìa. Đến rồi đấy. Cái đi từ thôi, xe hỏng, nó chui vào đây. Để đấy. Để thằng em họ này vào xử lý. Nó chết rồi, mình cắt một đoạn cắt cảnh thôi.
Rồi có lẽ chúng ta phải skip lại một đoạn mới được. Kìa rồi, mình chơi lại đoạn này đây. Kinh thế, ủa thằng hữu uy lực thế, làm cho một vụ tai nạn thảm khốc ở đây đây. Nó mới chứng kiến cái tài lái xe kinh khủng của thằng. Thằng béo này, thằng Vlad đi mía chết tiệt này. Trong cái đoạn này lắm xe nhỉ, vừa nãy mình đi quân lắm xe thế này đâu ta. Đi trên cầu chưa nhỉ? Chưa đi trên cầu. Ui ui. Lúc nãy là mình đi chậm nên ra không gặp thôi, chứ còn tuyến tính của game, cốt truyện game kiểu gì cũng cái thằng xe buýt nó đâm ra như vậy. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico. Shit. Không có stop gì hết. Mình sẽ không ấn nút cách ở đoạn này đâu. Ok. Nó đang chửi mình đây này. I guess I'll find out. You think this is worth it? Nó đang chửi, nó đang đe dọa ấy. Your fatty cousin's life away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. Bất kể nó nói gì, mình vẫn sẽ giết nó như thường. Bạn tao sẽ theo dấu mày. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của mày đấy. Fuck you. Nó đang chửi kìa. Tao ở đây và xem Mikhail tra tấn hành hạ mày. Nó lấy Mikhail ra đe dọa mình. Mikhail falsely thought of me as a brother. He will get revenge. Nhấp nháy đỏ đấy, có thể một pha kết liễu đẹp mắt. You've killed yourself and your cousin. Đúng nhiên nào. You are dead man. Rồi, cũng quả cắt cảnh tuyệt đẹp chứ không phải là bắn loàng nhoàng. Nếu mà mọi người giết nó loàng nhoàng thì trông nó rất là xấu. Phải có cái cảnh này nó mới ngầu. Có cảnh này nó mới ngầu. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Không có thằng nào được quyền chơi đểu gia đình tao, biết chưa? Ê, mày là một thằng béo đấy, Vladdy. Nico. Nico. Em đoán mọi việc đã xong rồi đấy. Em đã làm gì vậy? Trông như thế nào đây? Chúng ta chết rồi. Không, hắn chết. Chúng ta ổn. Hắn ta có những người bạn rất là quyền lực. Những người rất là kinh khủng. Anh đã bảo em phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Hắn cố giết chúng ta mà. Hắn cướp bạn gái của anh. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hồi trước mình hay chơi, mình hay có kiểu đẩy cái thằng này xuống sông, xuống biển để cho nó chết cơ. Nhưng mà mình nghĩ nó hơi mất thời gian. Thế nên mình cứ bắn chết nó thôi. Chúng ta đang có một nhiệm vụ. À đây, Nico đang kể về chuyện quá khứ thôi. Chúng em ở đây có nhiệm vụ. Bọn chúng là kẻ địch nhưng mà chúng em đã không giết. Và rồi có 15 là 15 người của chúng em đã ngã xuống. Nhưng không có một ai cho chúng em phản bội lại tổ chức. À, mình dịch nhầm. Mình nhớ ra câu chuyện của Nico rồi, đó là có một thằng phản bội tổ chức, có một thằng phản bội lại, bắn đứng anh em và rất nhiều anh em đã chết. Cả Nico cũng sống trả ra cái gì chỉ vì một thằng phản bội. Tức là Nico sang Mỹ chủ yếu là để tìm cái thằng đấy. Đấy, một trong số chúng sống ở đây. Tại sao bây giờ mới kể anh chuyện này? Tại sao anh em lại kể khi mình vừa giết người xong? Anh đâu có hỏi. Tuyệt vời. Bây giờ có một nhiệm vụ báo thù xảy ra từ 10 năm trước. Well what? Em chả biết nữa. Em chỉ muốn biết tại sao chúng lại phản bội bọn em thôi. Thôi bây giờ giấu cái xác đi. Đây, vứt hắn xuống sông. Ngày xưa mình hay có kiểu như là chơi đi chơi lại đâu ra nhiều nhờ nhàm ấy. Mình chơi cái kiểu là cứ cố thử đẩy cái thằng này xuống sông để nó chết. Sau đó vẫn lại y xì một đoạn cắt cảnh như thế này. Nico kéo xác thằng ấy lên, lại nói chuyện, sau đó giờ lại kéo xuống. Khắm vãi. Khắm vãi trưởng ơi. Rồi, tạm biệt Vlad. Béo thế này chắc là nổi thôi, nhưng nó không chìm đâu. Giờ chắc là chở Roman về thì phải. Ui, thế mà mọi người luôn, đây là đầu tiên mình chơi bằng cái line, đâm ra là có được điểm thành tích này kìa. Ủa, không có Roman, tôi Roman về trước rồi. Có điểm thành tích hiện lên trên màn hình ấy.
của cái X-Line. Cái này thì đóng cửa từ lâu rồi, thành tích này cũng chả để làm quái gì đâu. Nhưng ngày xưa thì mình chơi game này dù có bản quyền nhưng mà mình chưa bao giờ dùng được X-Line cả. Mình toàn phải dùng Crack để mình chơi thôi, nó rất là buồn cười. Thôi thì thực ra thì game cũng không đắt, mình mua chủ yếu là để sau này muốn chơi lại thì đỡ phải tải lại mất công. Vì tải trên Steam nó nhanh lắm, nó tiện lắm, nó như là torrent ấy. Nó không cần phải tìm link, ấn tải là xong. À, Roman gọi điện đây. Nico, Nico, có phải em không? Em đây, anh làm sao đấy? Tại sao lại thì thào thế? Anh đang ở đường Tusa. Đến đi Nico, đến nhanh đi. Rồi, có lẽ là cái tập này mình sẽ làm hai nhiệm vụ một lúc thôi. Vì Roman nó gọi điện ngay rồi, giờ mình phải đến ngay thôi. Vừa mới giết người xong nó lại gọi điện là sao ta? Rắc rối đã ập đến. Từ tập này chúng ta sẽ dấn thân vào cái mảng tối của cái thành phố Liberty City này. Đây chính là tập mở đầu cho những cái chuỗi ngày vất vả của chúng ta trong game này đây. Trong game này trông thế thôi chứ chạy cảnh sát khó hơn. Ôi thích, nó ở đây mà. Ông ở đây mà. Game này chạy cảnh sát khó hơn game GTA 5 rất là nhiều đấy. À, trốn trong cái thùng rác, nhớ rồi. Crime and punishment. Anh đâu rồi Roman? Nico. Anh làm gì ở trong cái thùng rác vậy? Có ở đây không? Chả có ai ở đây cả. Đi ra đi. Em đã bị theo dõi, anh đã thấy chúng. Đừng có điên như vậy chứ, làm gì có ai. Tiến sư nhà em. Mọi chuyện đang ổn, tự nhiên em xuất hiện và rồi em phá tan thành mọi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ bị thằng Faustin nó giết thôi. Roman. Roman, đi ra khỏi đây nào, nghe em đi. Vlad giờ chỉ gọi là một mảnh rác mà thôi. Chúng không quan tâm đến hắn đâu. Tất cả chúng cần chỉ là tiền thôi. Vậy nên giờ chúng ta có thể làm việc với chúng. À, ý Nico là bây giờ chúng ta sẽ làm việc với các bọn kia. Thì bọn kia sẽ không trả thù mình nữa. Xong, thế là bị bắt. Thằng béo này, sếp tao là muốn nói chuyện với chúng mày đấy. Thằng này cũng chỉ là một thằng cùi bắp thôi. Bọn tao phải trói mồm nó lại để cho nó ngừng hét. Mày làm thằng ngu đấy. Và boss của tao thì không có vui đâu. Ôi dồi ôi, tao ỉa ra quần mất thôi. Chưa đâu. Mày làm việc cho ai? À, anh họ tao, Roman. Đừng có điên vậy chứ. Chưa đủ đâu. Đừng có để tao chặt tay mày ra, nói đi. Được rồi. Bố mày giống như là đã trồng bông lên. Mày muốn tao nói gì nhỉ? À, chết thật. Ô, Nico lì nhỉ, đúng là lính. Vui đấy. Mày nghĩ mày thông minh lắm mà. Unico cứng thật. Không sợ luôn. Cấm mồm ngay. Mà còn vợ chết tiệt của tao thì đang xem TV đấy. Đang làm gì ở đây thế này? Không có gì ạ. Ý tôi là tôi đang tìm hiểu được là hắn làm việc cho ai thôi. Vâng thôi, hắn là ai? Hắn là anh họ của hắn. Chúng mày quậy tưng nhà tao lên mà chỉ để tìm hiểu được hai thằng này anh em họ. Bực thật, nhưng trò đùa ấy. Cuối cùng biết được là hai đứa là hai anh em họ. Đấy, Nico Bellic. Mày nghĩ mày ổn khi mà giết được đệ tử của tao à? Nếu hắn là thằng khốn thì ừ. Hay lắm, nói hay lắm, tao đồng ý. Mikhail, thằng khốn này giống như là nó coi thường tao ấy. Nào nghe đây, Nico Bellic, tao thích mày rồi đây đúng không? Nhìn tao đi, mày nợ tao. Giờ chúng ta sẽ tìm kiếm mấy cái bọn buôn TV. Ok, đúng rồi, bọn bán TV ấy. Chúng ta sẽ bắt chúng. Có thể cởi trói cho thằng Roman không? Ok, được.
Im đi Roman. Roman như kiểu bị điên nhỉ. Bắn vào đâu ấy? Đừng bắn người đi, thằng điên kia. Bắn cho phát bụng, hết hết. Dọn dao đi, nha này. Chúng ta sẽ lo cho anh em, cho người anh họ của mày. Vừa rồi họ gọi cho tao sau nhé. Vừa rồi đi nhau, đi đi nhanh. Tôi sẽ lo cho anh ta. À, chúng tôi sẽ lo cho anh họ. Ôi, bố cái thằng Roman này, hèn nhát. Tôi giờ mình phải đi làm nhiệm vụ thôi. Đi xử lý mấy cái thằng buôn TV. Còn Roman thì chắc là được thằng kia nó đưa đi. Thôi phải ăn cắp xe vậy. Thằng kia sẽ đưa Roman đến bệnh viện. À không, không bao giờ đi cái xe này. Từ lúc làm nhiệm vụ với Mikhail là thằng Mikhail luôn luôn có một con xe Ferrari ở đây. Chính là chiếc Turismo là đây. Đó, nhưng mà đi ra thì kiểu gì bị vướng đúng không? Bị vướng. Đi thật là khéo nào. Ok, ra rồi. Úi chết. Và bây giờ mình phải đi ra ngoài đợi cuộc điện thoại của thằng kia nó gọi thôi. Giờ cứ đi thật xa cái đã. Ui, âm thanh kinh khủng luôn. Nhưng mà mình lại không thích cái dáng cái xe này. Chỉ là thời điểm hiện tại thì cái xe này là xe xịn nhất thôi. Mình không thích cái xe này lắm. Nó nhẹ như cái thùng xốp vậy. Nhẹ quá đâm ra. Với cả mỗi khi đâm là nó méo mó nhanh. Mới chưa xong nhiệm vụ à? Có lỗi game gì xảy ra à? À, hay là mình gọi điện cho thằng đấy đi. Dimitri đúng không? Cái thằng đọc kính là Dimitri. Ủa, thế giờ làm gì? Ơ, sao mình lại quên cái đoạn này nhỉ? Chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây. Thử xem nào. À, chú chết rồi. Xin lỗi mọi người. Mình thực sự xin lỗi mọi người. Mình quên không đọc. Nhiệm vụ này mình nhớ rồi. Buôn TV dùng xe cảnh sát. Dùng xe cảnh sát để áp chế các bạn buôn TV. Xin lỗi. Rất là xin lỗi. Có một cái vụ cướp ở đây. Nói chung có một vụ cướp, có một cái xe cảnh sát. Thực sự thì những cái nhiệm vụ tìm xe cảnh sát nó rất là khó. Bởi là mình phải ăn cắp xe cảnh sát. Nhưng mà nhiệm vụ này nó khá là dễ. Nó tuyến tính mà. Mặc định có một vụ cướp ở đây. Và có một ông cảnh sát, ông ấy đuổi cướp. Thì ông ấy đến đây, ông ấy dừng lại. Thế là có một cái xe trống để trên đường. Mình chỉ được lấy thôi. Tiếc quá, đi xa quá rồi. À không, vẫn còn nữa này. Rồi, cứ đi đuổi bắt cướp đi. Tao sẽ lấy cái xe này. Còn mình phải bỏ cái đánh dấu đi ta đã. Ok, xong. Giờ mình sẽ tìm mấy cái xe kia, hú còi để áp chế bọn nó dừng lại. Sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc là chúng ta phải ăn cắp xe cảnh sát đấy. Ví dụ như là truy cập vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát này. Vì trên xe cảnh sát thường có một cái máy tính. Còn bây giờ chúng ta đã dùng cái tiếng còi của cảnh sát để áp chế xe bọn nó. Mình chơi rất nhiều lần rồi và mình không biết là bây giờ update nó đã mới hơn không. Mình nghĩ là không. Còn nếu như không có gì thay đổi ấy, thì là có 3 cái xe ở đây. Dù mình có áp chế cái xe nào đi chăng nữa thì cũng đều không phải. Không phải là cái xe mình cần tìm. Đến cái xe thứ 3 thì mới được thôi. Thế nên cứ thong thả mà làm thôi. Tiếc quá trời lại mưa mới cay chứ. Trời mưa đi xe khó lắm. Bật luôn còi đi. Dừng lại.
Bọn này buôn cái gì? Cho ta kiểm tra xem nào. Tôi không muốn rắc rối đâu. Xem nào. Mày đang buôn tivi à? Không phải đâu mà. Chả có cái gì cả. Trời ơi, nhầm rồi. Giờ mới biết à. Ôi sao bọn nó đi xa đấy. Ừ, không sao, có một cái xe ở thẳng cung đường này, cứ đi thẳng là sẽ đến. Ở góc phải này có một cái tiệm sách toy đây. Có lẽ tập sau chúng ta sẽ được làm cái nhiệm vụ đấy. Có một cái cửa hàng sách toy rất là lớn. Dừng lại. Có phải mày buôn tivi không? Đừng có một cố làm trò gì ngu ngốc đấy nhá. Cho tao xem. Chết thật, miss rồi. Đấy, vậy là còn cái xe cuối cùng. Luôn luôn là vậy. Luôn luôn là vậy. Xem nào đâu đó. Rẽ phải rồi rẽ trái. Đi qua gầm cầu rẽ trái. Bật luôn còi đây. Nó đi xa như thế này cũng khổ ấy. Đến lúc mà ăn cắp. À không, hình như đúng là cái chỗ mà mình cần cất cái xe này, nó ở phía bắc thành phố. Đúng chuẩn chỗ này rồi. Phía bắc quận chứ không phải nhầm. Thành phố nó rộng lắm. Đây chỉ là một quận thôi. Đi gờ, chất một đống thùng trên xe kìa. Nhìn từ đây cũng thấy luôn. Đấy, có hai thằng thì chắc chắn là bọn này đảo rồi. Mình sẽ phải xử lý hai thằng này luôn. Đi ra khỏi đây. Kenny Petrovic is looking after this truck. Open up the back. You got any flat screens? Big fucking mistake. Motherfucker. Rồi, ông này thì không cần giết đâu. Ô, thằng cái đó diệt khẩu, nó giết người ông này rồi. Thôi kệ, mình cứ đi nhặt súng của nó đã. Chết mẹ, xe cảnh sát nó... Úi, có cảnh sát ở ngay sau à? Chết thật, sao mình đã đen như vậy? Bắn nhau đúng lúc có cảnh sát thế này. Tàu. Tàu khẩn cấp. Mình không nhớ được cái vị trí chính xác của cái chỗ cất cái xe này, nhưng mà thôi. Cứ đi vòng vòng. Ok, xong rồi. Đấy, ở phía bắc của quận này mà. Chuẩn men luôn. Chuẩn bị rẽ trái này. Ui, đường trơn mưa quá. Ui, mưa trơn quá, trơn quá. Úi xôi, đờ díp. Chốc đường đến cái đoạn kia sẽ đi hơi xuống dốc một tí. Rồi tìm một cái gara ở một chỗ rất là vắng vẻ. Cho xe vào đấy. Shit. Mình đi xe ngu quá. Lâu không chơi, mấy năm rồi. Cũng phải 2 năm rồi mình không chơi lại cái game này. Đợt trước đang định ghi hình nhưng mà vì nó giật lag quá. Mà máy khỏe rồi mà vẫn lag nên mình nản đấy. Chứ ngày xưa mình 20 FPS mình vẫn chơi như thường. Bây giờ cứ phải đủ 60 mới chơi. Ây, sau này sẽ có một nhiệm vụ ở trong góc này. Chắc chắn luôn. Liên quan đến Roman ở trong cái hẻm đấy. Mình nhớ rõ lắm. Ok, xong rồi. Nhiệm vụ đã xong. Cái video lần này làm có vẻ hơi dài bởi hai nhiệm vụ đó lại liền kề nhau. Rồi, xong rồi. Đã thêm Faustin vào trong danh bạ. Mình sẽ dừng video ở đây. Hy vọng mọi người sẽ chia sẻ và like video của mình nhiệt tình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Oh shit. Báo cáo nhiệm vụ đây mà mình bị tai nạn. Ê, mình thích cái xe này. À không không. Cái dòng xe này nó có một cái... Có mấy cái... Nghĩa là nó có mấy dạng cơ. Đây rồi, đây. Mình thích cái xe này cơ. Bà để ý nhá. Ở cái chỗ đằng sau đít này có cái hốc gió này. Trông cái... Đấy. Trông nó ngầu hơn hẳn. Cái phần ở trên, phía trên của cái bánh sau ấy. Thấy có cái hốc gió chưa?
trông ngầu vãi. Chết rồi, đoạn là gần cảnh sát, kiểu dễ bị lộ. Thôi mình dừng video đây, hẹn gặp lại mọi người ở những nhiệm vụ sau nha.